Trước trận gặp Manchester United, Diego Simeone đã dành những lời khen có cánh cho câu lạc bộ nước Anh. Chúng tôi phải đối mặt với một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Nếu tôi không nhầm thì họ chỉ thua một trong 14 trận gần nhất. Rangnick đã tới Man United, mang đến đây một lối chơi chặt chẽ, kỷ luật và đồng đội. Chúng ta có thể thấy họ hiện tại ra sao. Kể từ khi bổ nhiệm huấn luyện viên mới, họ đã vươn lên vị trí thứ tư ở Premier League. Đây là một đối thủ đáng gờm với lối chơi chặt chẽ nhưng đầy cơ động. Họ sở hữu rất nhiều tiền đạo chất lượng và những cầu thủ xuất sắc. Họ gần như không có điểm yếu, rất khó để đánh bại đội bóng này. Chelsea chạm mốc vô tiền khoan hậu khi đánh bại Lille ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp mà The Blues nhận chiến thắng mà không để thủng lưới một lần nào ở Champions League trên sân Stamford Bridge. Theo APA, Chelsea trở thành câu lạc bộ nước Anh đầu tiên trong lịch sử Champions League toàn thắng 5 trận sân nhà liên tiếp mà không để thủng lưới. Ngoài thành tích ấn tượng trên, Chelsea còn trở thành đội bóng chỉ sạc lưới nhiều nhất tại Champions League mùa này với 5 trận, xếp sau là Juventus, Bayern Munich, Benfica và Real Madrid. Cả 4 đội bóng này đều có cùng 4 trận dưới sạc lưới từ đầu giải. Chưa kể, Chelsea còn là đội ghi bàn nhiều nhất từ các tình huống phạt góc với 4 bàn tại Champions League mùa này. Với chấn thương gặp phải trong trận gặp Villarreal, Thibaut Weston McKennie có thể sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Theo xác nhận từ Max Allegri, sau trận đấu, McKennie đã phải vào bệnh viện để chụp X-quang. Kết quả là tiền vệ người Mỹ đã có 2 vết rạn xương ở cổ chân. Theo Sky, với chấn thương này, McKennie sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Nhanh nhất thì tiền vệ này cũng chỉ sẽ trở lại sau 2 tháng. Đây là tổn thất khá lớn với Juventus, bởi Weston McKennie là cầu thủ rất được Allegri tin dùng. Ở mùa này, anh đã có 28 lần ra sân. Arsenal đang dành sự quan tâm cho João Félix vì Mikel Arteta muốn tăng cường phương án tấn công trong mùa giải mới. Arsenal sẽ tìm cách chiêu mộ tiền đạo mới sau khi Aubameyang chuyển sang Barcelona, còn Nketiah và Lacazette sẽ ra đi vào cuối mùa. João Félix, người đã có 3 bàn và 3 kiến tạo ở La Liga mùa này, có thể là một sự lựa chọn tiềm năng cho Mikel Arteta. Do Atletico Madrid đang tìm cách thu lại phần lớn khoản phí 120 triệu euro mà họ đã trả cho Félix, nên Arsenal cũng sẽ phải chi ra khá khá tiền nếu muốn sở hữu cầu thủ người Bồ Đào Nha. Với việc có thêm 7 cầu thủ mắc Covid-19, U23 Việt Nam tiếp tục phải bổ sung gấp nhân sự để vừa đủ danh sách đăng ký thi đấu trận bán kết gặp Timor-Leste. Hiện mấy cầu thủ test nhanh có kết quả dương tính đã được đem đi xét nghiệm PCR. Trong số 7 cái tên trên, trường hợp thủ môn Trịnh Xuân Hoàng khiến ban huấn luyện U23 Việt Nam lo lắng nhất vì anh đã chơi rất xuất sắc trong trận thắng Thái Lan. Theo thông tin từ VFF, họ đang gấp rút liên hệ với các câu lạc bộ ở quê nhà để bổ sung 4 cầu thủ nữa cho U23 Việt Nam. 4 cầu thủ tiếp viện này dự kiến sẽ có mặt tại Campuchia vào lúc 19:30 ngày 24 tháng 2. Theo công văn từ ban tổ chức giải vô địch quốc gia NAOF 2022, trận đấu giữa Hà Nội và câu lạc bộ Thanh Hóa trên sân Hàng Đẩy sẽ diễn ra vào lúc 19:15 ngày 25 tháng 2 sẽ tạm hoãn vì lý do Thanh Hóa có 18 cầu thủ cho kết quả dương tính Covid-19, trong đó có 3 thủ môn. Mặc dù danh sách đăng ký dự giải 4 thủ môn, nhưng hiện tại ngoài 3 thủ môn đang bị mắc Covid-19 thì thủ môn còn lại là Trịnh Xuân Hoàng đang được triệu tập trong đội hình U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á. Trước đó, câu lạc bộ Hà Nội cũng xác nhận Duy Mạnh và Văn Hậu dương tính với Covid-19 và cũng không thể tham dự trận đấu gặp Thanh Hóa.